Chào bạn đến với kênh Net Media CCTV, chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip này, mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn project về Google Sheets, App Grid và Web App. Chúng ta sẽ tạo ra một login form có chức năng ghi lại nhật ký đăng nhập bao gồm thời gian đăng nhập và địa chỉ IP máy đăng nhập. Ngoài ra, chúng ta có thêm một chức năng đó là hiển thị thông tin cho mỗi user khi mà đăng nhập thành công. Trước tiên, mời các bạn nhìn lên màn hình, theo dõi ví dụ mình đã thực hiện trước đó. Thì trên màn hình các bạn sẽ thấy được bên tay phải của màn hình đó là cái giao diện của form đăng nhập. Nó gồm có user, password và cái button login. Ở phía bên tay trái của các bạn đó chính là các cái sheet dùng để quản lý ở trên Google Sheet. Thì sheet thứ nhất đó là chúng ta sẽ tạo user, password cũng như tên của user và các cái đường dẫn hình ảnh của user đó cũng như là thông tin cần hiển thị cho mỗi user. Và cái sheet thứ hai á, là cái sheet chứa cái nhật ký đăng nhập gọi là log. Thì ở đây chúng ta sẽ có ngày tháng năm đăng nhập và thời gian đăng nhập. Và ở cột thứ ba thì các bạn sẽ thấy được địa chỉ của user đăng nhập. Cột thứ hai thì chúng ta sẽ biết được user nào đăng nhập. Như vậy qua cái log này thì các bạn biết user đó đăng nhập vào thời điểm nào và ở địa chỉ IP nào. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành đăng nhập các cái user để các bạn tham khảo. Ở đây mình sẽ đăng nhập cái user là admin trước. Thì khi bạn đăng nhập thành công á, thì cái giao diện welcome á, nó gồm có ảnh đại diện của admin nè, tên user nè, và một cái thông tin để hiển thị đến user đó. Thì cái thông tin hiển thị này chúng ta có được ở trên cái cột cuối cùng này đây. Các bạn cứ điền thông tin cho cái user đó thì cái thông tin nó sẽ được hiển thị lên trên cái màn hình welcome này ha các bạn. Ok, sau đó mình log out ra nè. Mình tiếp tục đăng nhập bằng cái user 1. Đó, thì lúc này cái hình đại diện của user 1 khác đi và tên của user 1 nè. Và thông tin chúng ta cần truyền đến user 1 thì nó hiển thị ở đây. Khi bạn điền thông tin không có chính xác thì nó sẽ xuất hiện cái câu thông báo như thế này. Sau đây mình sẽ đăng nhập bằng cái user 3. Không tìm thấy thông tin user 3. Như vậy chúng ta xem lại trên user 3 chúng ta chưa có đây. Chúng ta có user 2. Mình sẽ đăng nhập bằng user 2. Thì đây cái user 2. Thì cái thông tin chúng ta điền ở trên cái cột cuối cùng của user 2 nó được hiển thị ở đây nè các bạn. Đây. Trong trường hợp chúng ta cần thêm một cái user nữa thì sao? Thì các bạn cứ điền thêm tên user thôi. Ví dụ mình ở đây mình điền là Minh Trung. Rồi, password cho user đó, tên, hình ảnh của user đó thì chúng ta sẽ lấy cái link hình ảnh bình thường thôi. Ở cái cột cuối cùng này là cái cột chúng ta điền thông tin cần truyền đến cho user. Xong xuôi là chúng ta đã tạo mới thành công một cái user rồi các bạn. Lúc này bạn sẽ qua bên đây bạn log out, bạn đăng nhập lại bằng cái user là Minh Trung thử nha. Thì thành công thì các bạn sẽ thấy đây, tên của user và thông tin cần truyền đến cho user đó. Và các bạn sẽ thấy ở bên này các cái user mình đã ghi lại được và địa chỉ IP của user đó cũng ghi lại được vào cái nhật ký thời gian của cái sheet log này các bạn. Như vậy việc tạo một cái user form với các cái chức năng ghi lại nhật ký thông tin đăng nhập cũng như địa chỉ IP máy và show thông tin cho từng user như thế nào, sau đây mình sẽ thực hiện để các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên ở trên OneDrive thì các bạn tạo mới một cái blank sheet. Ở trên blank sheet này thì các bạn sẽ có hai cái sheet. Sheet thứ nhất là admin và các bạn thêm một cái sheet thứ hai là log
admin này đó là các bạn dùng để tạo các cái user và những cái thông tin cần thiết, và cái seed log ghi lại nhật ký đăng nhập của user. Thì ở trên cái admin user và log user mình sẽ copy lại các cái header cho nó nhanh. Rồi, chúng ta đổi lại tên cho receipt này. Tiếp theo thì bạn vào extension, các bạn chọn upgrade. Do mã trên upgrade này rất là dài cho nên mình copy và paste vào đây. Phía dưới phần mô tả mình sẽ cập nhật đường dẫn link để các bạn truy cập vào lấy mã tham khảo nha. Đầu tiên là file code.js. Tiếp theo thì các bạn sẽ tạo thêm một cái file thứ hai là file index nè. Ở file index này mình cũng copy code và paste qua thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một file gọi là JS để viết mã JavaScript. Sau cùng đó là cái file CSS. Như vậy chúng ta đã có code trên tổng cộng 4 file và chúng ta sẽ save lại. Sau đó bạn vào deploy, bạn chọn new deployment. Ở đây bạn chọn là web app nha. Và chúng ta sẽ viết vài cái mô tả ở đây. Ở dưới cùng này các bạn chọn là anyone. Rồi sau đó bạn chọn deploy. Bạn chọn auto reaccess. Bạn chọn advanced. Bạn chọn là unshape. Chọn allow. Lúc này các bạn sẽ có một cái đường dẫn của web app. Copy cái đường dẫn này bằng paste và trình duyệt. Như vậy chúng ta đã có cái form login. Tuy nhiên chúng ta sẽ chưa có dữ liệu, và mình sẽ tạo một cái dữ liệu đầu tiên. Cái đường dẫn feature này thì các bạn sẽ tải hình ảnh lên trên một cái host nào đó. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy một cái URL của hình ảnh nó giống như vậy. Ok, như vậy chúng ta đã có một cái account là admin ha các bạn. Và bên đây các bạn thấy cái log cũng chưa có gì hết. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Mình sẽ chia đôi cửa sổ màn hình này. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy nha. Mình qua cái seed log nè. Rồi, mình đăng nhập bằng admin. Enter. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở bên cái seed log này nó sẽ ghi lại ngay tức khắc đó là thời gian đăng nhập và địa chỉ IP đăng nhập nè các bạn. Ok, như vậy ở trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn cách tạo một cái login form với các cái chức năng ghi lại nhật ký cũng như là hiển thị thông tin cho từng user. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.